Chào các bạn đến Kinh Xem Cách 24 giờ. Exeter 155 nâng cấp hoành tráng lệ, không thua kém gì cái ánh đèn sân khấu. Cái chiếc Exeter 155 độ hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái chiếc xe độ sau cho mình cái công năng đặc dị vô cùng độc đáo, đem tính cho người chủ cái hiệu năng kiết thực khi ở dùng cái hàng ngày, đặc biệt phát huy triệt để khi dùng cái chiếc Exeter độ di chuyển trên những khu vực là tĩnh mịch, thiếu vắng đi cái sự hiện diện của đèn đường. Cái chiếc Exeter 155 độ hôm nay có vô số những cái điểm đặc sắc nằm ở hệ thống đèn, nên mình sẽ chọn vị trí cái phần đèn hậu để bắt đầu giới thiệu cho anh em biết về nó. Cụ thể, đèn hậu nguyên bản đã bị thay mới, bằng đèn hậu đến từ Spark Power ở bên Đài Loan, có cái lối thông báo tín hiệu thắng rất là bắt mắt. Đồng thời người chủ cũng đã thay luôn cái dì chân bùn zin bằng cái bộ dì hoàn toàn mới để tăng thêm cái sự thanh thoát cho cái mặt tổng thể. Vị trí vốn thuộc về cái tay jack nguyên bản nay được đánh dấu cái sự hiện diện của hệ thống tay jack đến từ đại Asian Club, nổi tiếng đặc trưng với dải đèn LED siêu đẹp, tăng thêm cái sức hút cho cái con xe độ hôm nay. Cái danh trước, một cái sản phẩm đến từ Spark Power, một sản phẩm dành riêng cho cái Exeter 155 sử dụng, nó không cần phải chế cháo gì phức tạp hết. Xuyên sọt ở chỗ, ẩn trước cái công nghệ LED tiên tiến, có tuổi thọ là cao hơn so với cái bóng xi nhan trước là cái dạng halogen nguyên bản. Thay vì nâng cấp cái diện mạo bằng cái đèn lái của chiếc Exeter 110, nhưng người chủ của chiếc Exeter 155 hôm nay đã đưa ra một quyết định đi ngược xe đông khi trang bị con xếp cực của mình bộ ba pin cầu LED Kenzo M18, tức là 1,8 inch, phủ sóng hệ thống đèn lái phía bên trên tới cái hốc mặt nạ phía bên dưới, thay cho hệ thống đèn LED vốn có mà dâm hai trang bị để tăng thêm hiệu quả sáng. Cái lượng điện tiêu thụ mà bộ ba đèn pin cầu này tiêu tốn hoàn toàn không phải nhỏ, nên trong quá trình lắp đặt phát sinh riêng một cái hạng mục là nâng cấp cái cùng lửa và cái pin lithium all-in VN nhằm đảm bảo đem tính cái lượng điện ổn áp và quá trình vận hành cũng tốt hơn. Cái chiếu vào cao thấp của bộ ba pin cầu Kenzo M18 sẽ được điều khiển qua cái nút vặn tăng chỉnh điện ở đằng sau cái bờ cổ, một cái công tắc rất là đặc dị khiến cho cái con xe hôm nay chỉ nên khác biệt hơn so với những cái bộ ba pin cầu khác, giúp cho nó có một cái tầm quan sát ở những cái địa hình khác nhau, di chuyển vào ban đêm tĩnh mịch. Bộ phận xốp cây vốn có của chiếc xe hôm nay cũng được làm đẹp bằng cái núm CNC đi cùng với bản lề được thiết kế lại cực kỳ mịn mắt. Cụm công tắc nguyên bản không còn hiện diện nữa, thay vào đó là cái cụm công tắc nhiều đố bấm hơn, vốn thuộc về cái dòng đời Winston 105 đến từ Mã Lai. Cái bên phải chỉ có sự hiện diện của cụm đèn Domino gọn gàng hơn, tối ưu cái không gian để bố trí được cái cụm jack Domino ở nguyên bản là hai ống dài dưới. Về đây, người chủ của chiếc Exeter đã có khả năng quan sát được cái điện áp bình được ổn hơn với đồng hồ Kusubi 3 xịn sọ. Nó còn có thêm hai chức năng khác nữa là thông báo giờ giấc và nhiệt độ. Tiếp đến ở bên ngoài, cái dàn tay lái của chiếc xe làm cho anh em chúng ta có cơ hội thấy được cái bộ cụm năng của Rainbow Asset 19 Costa Costa đi cùng với đó là cái cụm con của Acosto, một sự kết hợp hài hòa giữa hợp lý diện mạo cho chiếc xe đậu và cái cụm thắng cụm con vốn có nhiều cái điểm tương đồng nhau về mặt kiểu dáng khi chúng đều được cấu tạo từ bởi người nước Mỹ. Phát nhôm CNC, lòng đĩa CNC được gia công tỉ mỉ và được trang bị cho dàn chân trước để đắp hoàn chỉnh cái dòng heo lọc phanh Dominic 4 bit đi cùng đĩa của TQ6 đường kính là 267, đem tính cái sự hầm hố bề mặt vị trí này hình dạng nó rất là ngoại cỡ. Phục trước là cái dòng phục của ACM dành cho cái chiếc Queen X rất là cứng cáp, cố định và ổn định cho chiếc xe khi hãm phanh. Cái bộ mâm của JZ 6 cây do thương hiệu đến từ X-Order sản xuất, kích cỡ phía trước là 1.6, phía sau là 1.5, vô cùng thanh thoát và uyển chuyển. Phần heo thắng đến từ phanh Dominic 2 bit dành cho cái chiếc Exeter 155 độ được kết hợp cùng đĩa của TQ6 220. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy cái sự tỉ mỉ vừa đem tới được thắng ổn định, vừa đảm bảo không bị cả cấn. Hệ thống truyền tải nổi bật với những cái điểm nhấn định như cái cù đĩa CNC, đĩa tải CNC, cái sân tải bạn vân, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến cái kia option carbon rất là sang chảnh và sắc sảo. Cái chiếc xe hôm nay còn nâng cấp cây phục sau đến từ là ABM không bình dầu, nó được đánh giá rất cao, tạo ra cái sự êm ái ổn định trong quá trình vận hành. Mẫu phụ này cực kỳ hiếm trên thị trường Việt Nam mà những dòng xe cũ mới chơi thôi, vì đa số người dùng hài lòng với cái hiệu năng của nó và không có định sang nhượng. Cái cụm ống xả vốn tận dụng thương hiệu đến từ Umatracin sản xuất dành cho chiếc Exeter 110 sử dụng, tuy nhiên người chủ của chiếc Exeter 105 hôm nay đã cố tình gia công thêm phần carbon của titan để có thể chắn được cho con sức cực của mình, đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu sức đầu ra, đồng thời đem tính âm thanh bắt tai hơn, thú vị hơn khi vặn tăng tốc. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé.
xe Kia 1/10 vận chuyển quý phái là một trong những dòng xe không còn lắm anh em chơi xe đam mê tốc độ ở Việt Nam. Suzuki Xeki 10 lọt vào mắt xanh của những người đam mê vận chuyển. Họ biến cái con quái vật của mình thành những cái dòng xe cực kỳ đẹp mắt. Đây là một ví dụ điển hình. Chi ra tầm tiền hơn 7 triệu để trang bị cái cụm thắng của Rainbow Questa, kiểm soát hành trình phanh trước làm cho đẹp hơn, đi kịp ống dầu CNC dùng để chứa dầu mồi, không ngăn không khí lọt vào bên trong. Phía bên tay con, sản phẩm rất quen thuộc tiếp em của Domino, đem đến khả năng các con im ái nhẹ hơn. Cái bên kia đông trái còn có thêm cái cụm công tắc của CB 600F đi kèm những cái độ được người chủ tối ưu hơn cái chức năng trong quá trình vận hành. Cụm công tắc Domino đang được rất nhiều anh em chơi xe này ưa chuộng. Bên phải là có cụm công tắc Domino hay gà trên, cốt gắn hành trình cho địa bàn nhanh hơn so với nguyên bản. Chiếc xe trang bị cho mình chìa khóa thông minh với cái phần đấm chỉnh CNC đen đem tính một cái gì đó không chỉ đẹp, hiện đại mà còn an toàn trước tình trạng trộm cắp hiện nay. Cái phần đồng hồ nguyên bản đã được thay toàn bộ cái bảng màu bên trong để tạo ra cái sự phá cách độc lạ cho con xe cưng. Cái bên cạnh dàn cái đông ấn tượng là sợi dầu heo được bấm ngắt dầu CNC, có mức giá thị trường liên hành đi cùng với cơ hệ của Rainbow lục lớn 20 tấn xứng, mức giá thị trường khoảng 2,5 triệu một con, chưa gồm chi phí làm phát cho từng cái dòng xe khác nhau. Xung quanh là ốc của bọc cốt của Titan cũng khá đẹp. Hai bên lốp máy được tạo bằng cái ốc kỳ nằm vô cùng bậc, có bộ Titan được tùy chỉnh trông đẹp hơn, tăng thêm cái chút thẩm mỹ cũng như cái độ bền mà không bị hoang rỉ trong quá trình vận hành. Cái hiệu năng tăng giúp cái con heo sao hoạt động tốt hơn thì người chủ cũng bỏ đi cái phần bê đạp xin, thay thế bản thịt của Rainbow đi cùng bình dầu cùng với thương hiệu, trong nó liền đạt hơn cũng như khả năng rào thắng sâu hơn. Giá dòng phục Holden bình dầu mức trên trường hơn 10 triệu mà cái chiếc xe Kia này đang có. Cái dòng sản phẩm này có thể nói là một trong những hiệu danh giá chiếc nổi tiếng Việt Nam hiện nay, được rất nhiều tay chơi ao ước. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, subscribe.